bạn này. Và thì khi nào ăn thì chúng ta sẽ bỏ cái phần nước sốt vào các bạn nha. Đấy, như vậy thì mình đã hoàn thành xong. Đây là món bánh chiên rồi các bạn này. Đấy, bánh rau củ chiên nhá. Đây là bánh rau củ chiên các bạn này. Đấy, rất là các bạn nhỏ rất là thích ăn những cái này các bạn nha. Thì các bạn có thể sử dụng cái cách làm của mình để làm cho các bạn nhỏ ăn nhé. Đấy, và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn nha. Này này à, cái con nhé thật gì đi à học ba mà rồi à đi hay đi mà rồi nhưng mà rồi à đây làm nhưng mà rồi à nay con rồi mới làm đây rồi các bạn rồi mới lên được rồi đi làm về đi rồi về. Hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm một món bánh mì trứng chiên xù các bạn. Đây là một ổ bánh mì không như thế này các bạn nha. Thì thường thì có rất là nhiều cách để biệt những cái bánh mì như thế này. Có thể là bánh mì pate hay là bánh mì kẹp thịt như thế nào đó cũng tùy. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm một món bánh, đó là bánh mì trứng chiên xù các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ có cái phần trứng như thế này, thì mình sử dụng, các bạn sử dụng cho mình một quả trứng nhá, trứng gà cũng được, trứng gì cũng được các bạn, trứng là được. Đấy, bây giờ đối với những cái bánh như thế này nhá, mình sẽ chúng ta sẽ ôi nó bị ấy rồi chúng ta sẽ mình hướng dẫn cho ra nhá, chúng ta sẽ bỏ bẹp như thế này. Đây rồi, gần xong rồi. Rồi chúng ta sẽ quét cái phần trứng ở lên trên. Rồi chúng ta. Rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ phần chiên xù lên. Đấy như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ chiên cái phần này trước các bạn nha. Đây là cái phần trứng ở trên. Mình sẽ bỏ một lớp trứng này. Sau đó sẽ là một phần chiên xù. Rồi chúng ta sẽ đi chiên nó nhá. Ăn như thế này rất là ngon các bạn nha. Mình sẽ chiên cho nó hai bên nó vàng thì lúc đó nó sẽ thơm và ngon các bạn nha. Xong rồi. Đây rồi, mình sẽ cho thêm một lớp nữa cho nó dày. Ở cái phần này. Đấy. Bỏ ra đĩa này. Rồi đây, như vậy thì mình sẽ có một cái bánh mì chiên xù rồi các bạn nha. Đấy, đây là một món mà bánh mì trứng chiên xù các bạn này, rất là thơm và ngon. Các bạn có thể ăn kèm với một ít tương ớt trên như thế này hoặc là một ít sữa nhá. Bây giờ thì mình sẽ giống như mayonnaise đây các bạn. Đấy, không các bạn. Rồi
Như vậy thì mình đã hoàn thành xong. Đây là một món bánh mì trứng chiên xù. Thì các bạn có thể làm giống theo cách của mình để được một món ăn như thế này các bạn nha. Rồi, và video của mình đến đây cũng là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nhé. Bye bye. Đây là mình có thể ăn kèm với rau thơm như thế này cũng được các bạn này. Đây là món bánh mì chiên xù, bánh mì trứng chiên xù.